Thủ tướng Đức ngày 23 tháng Giêng tuyên bố, việc đạt được các mục tiêu bảo vệ khí hậu, chống lại tình trạng biến đổi khí hậu có thể trở thành một câu hỏi sống còn của toàn lục địa. Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, bà Angela Merkel nhấn mạnh có áp lực và hành động đối với các mục tiêu của thỏa thuận khí hậu Paris 2015. Bà cũng kêu gọi khắc phục mâu thuẫn giữa những ai không công nhận biến đổi khí hậu và những ai tranh đấu để đối phó với tình trạng này. Bà thúc giục rằng, cho dù khó khăn đến đâu, cũng nên trao đổi thông tin, thậm chí là giữa những nhóm gây tranh cãi nhất.